Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Yến Sơn Hà xin chia sẻ với các bạn một tính năng rất là hữu dụng trong công việc khi chúng ta sử dụng điện thoại, smartphone. Đó là tính năng ghi âm cuộc gọi. Trong quá trình công việc, từ ngày đầu đến giờ thì từ những năm mà có cái điện thoại smartphone thì Yến Sơn Hà dùng khá là nhiều hãng điện thoại rồi. Đấy thì Yến Sơn Hà sẽ đủ những cái kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn cái tính năng cực kỳ hữu dụng mà Yến Sơn Hà đang sử dụng để phục vụ cho công việc, đó là tính năng ghi âm cuộc gọi tự động. Những cái điện thoại mà Yến Sơn Hà đã dùng qua như là điện thoại Sony, Motorola này, Xiaomi này, Samsung, điện thoại iPhone này. Vâng, nói chung là hệ điều hành Android và iOS của Apple. Yến Sơn Hà đã sử dụng khá là nhiều điện thoại. Vâng, cái tính năng ghi âm tự động này thì nó có, Yến Sơn Hà thấy là nó có trên cái điện thoại Samsung, tức là nó cài đặt sẵn trong điện thoại, chúng ta không cần phải tải về trên cửa hàng Google Play ấy. Chúng ta không cần tải, tức là nó cài đặt sẵn trong máy, nó sẵn có cái phần mềm đấy rồi, chúng ta không cần phải cài đặt về, nên là nó sử dụng nó rất là ổn định, cuộc gọi nào nó cũng tự động ghi âm hết. Còn đối với các dòng điện thoại như là điện thoại Nokia này, điện thoại Sony, điện thoại Motorola hoặc là các loại điện thoại Android khác ấy, thì Yến Sơn Hà thấy là nó không có chức năng tự động ghi âm cài sẵn trong máy, mà chúng ta phải tải về phần mềm từ cửa hàng Google Play ấy. Thì khi cái phần mềm tải về đấy thì nó sử dụng nó không được ổn định và nó có chứa rất nhiều quảng cáo các bạn ạ. Có cuộc gọi ghi tự động ghi, có cuộc gọi nó không, nó không được ổn định như là điện thoại của Samsung. Và đặc biệt là cái điện thoại iPhone thì không có chức năng ghi âm cuộc gọi chứ không ạ. Đấy, nó không có chức năng tự động ghi âm. Còn có cái điện thoại Samsung và tôi đang dùng đây để trao đổi với khách hàng thì có tính năng tự động ghi âm cuộc gọi, và hôm nay sẽ là chia sẻ với các bạn tính năng vô cùng quan trọng. Tức là tất cả những cái cuộc gọi nào chúng ta gọi đi hoặc là người khác gọi đến cho chúng ta, nó đều tự động ghi âm cuộc gọi. Và cái ghi âm cuộc gọi này nó rất là hữu dụng trong công việc của chúng ta. Ok, thì hôm nay Sơn Hà chia sẻ với các bạn. Và đầu tiên để sử dụng tính năng này, chúng ta vào phần cài đặt. Ok, thì để trong tính năng ghi âm cuộc gọi, nó sẽ ở trong phần cuộc gọi nhé các bạn. Đầu tiên chúng ta bấm vào cái điện thoại này, bấm vào cái giao diện điện thoại. Đó, trong phần giao diện điện thoại này có bàn phím này, nhật ký cuộc gọi này và danh bạ, đúng không ạ? Rồi thì các bạn bấm vào cái nút ba chấm phía trên cùng bên tay phải, ứng dụng bên phải đó, thì nó hiện ra một bảng này, thì các bạn nhấn vào nút cài đặt. Rồi nút cài đặt này thì ở trên cùng tính năng có điện thoại, tôi đang dùng điện thoại Samsung Galaxy Note nhé các bạn. Đấy, trên cùng thì có tính năng chặn số, tức là những cái số điện thoại nào chúng ta muốn chặn thì chúng ta thêm vào đây. Đấy, thêm vào dấu cộng này, chúng ta thêm số điện thoại đấy vào thì những số đấy sẽ không bao giờ gọi được đến cái số điện thoại của các bạn. Rồi, ok. Cái này thì các bạn mà có số điện thoại nào hay làm phiền các bạn không muốn người ta gọi đến thì các bạn thêm số điện thoại đấy vào, chặn nó đi, tức là nó không thể gọi hoặc gửi tin nhắn cho chúng ta được. Ok. Và cái thứ hai là ghi âm cuộc gọi đây. Đấy, cái mức ghi âm cuộc gọi này. Đấy, các bạn nhấp vào thì nó có thông báo cuộc gọi, không báo sau khi cuộc gọi đã được ghi âm, thì cái này các bạn nên tắt đi. Đấy, các bạn nên tắt. Cái nút thứ hai là tự động ghi, tức là tất cả các số thuê bao gọi đến cho các bạn và các bạn gọi đi thì nó đều tự động nó ghi hết, thì các bạn bật nó lên. Đó, tức là tự động ghi cuộc gọi đã được bật. Còn khi các bạn tắt đi thì nó sẽ, khi các bạn gọi các cuộc gọi, nó sẽ không tự động ghi mà nó sẽ thể hiện ở cái giao diện điện thoại có một nút ghi âm cuộc gọi, chỗ nút gọi đây tôi bật nó lên là tự động ghi. Đấy, bất kỳ cuộc nào nó ghi hết. Cái phần các cuộc gọi đã ghi âm, và cuối cùng các bạn vào phần cuộc gọi đã ghi âm, các bạn bấm vào đấy thì tất cả các cuộc gọi đã ghi âm nó ở trong đây. Đấy, rất là nhiều này. Đấy, các bạn thấy tôi dùng cái điện thoại Samsung Galaxy Note để nó vuốt, nó mượt kinh khủng, không hề có sự tượng là nắc giật nó. Cái điện thoại của tôi là Samsung Galaxy Note 10 đấy các bạn, tôi mua ở Thế Giới Di Động.
giá đổi thu cũ đổi mới là 16 triệu, tôi đã dùng được hơn một năm rồi. Điện thoại nó không không dùng rất là sướng, nó không có hiện tượng lắc giật hay là gì cả. Đấy, nó chạy êm ru luôn. Đấy, tất cả những cái danh sách cuộc gọi ghi âm đã được thể hiện ở đây. Thì các bạn nhìn thấy cái nút ba chấm ở trên cùng bên tay phải này, các bạn ấn vào thì có một nút cài đặt ở đây. Chúng ta nhấp vào nút cài đặt. Dung lượng file lớn. Đấy, dung lượng file lớn tức là chúng ta giới hạn những cái file ghi âm ở mức nhỏ nhất là 25 MB, 100 MB, 50 MB hoặc là kích thước tùy chỉnh vân vân. Thì các bạn nên để 25 MB để thu được, cũng là thu được những cuộc gọi khá là dài rồi. Các bạn cứ để 100 MB đi. Còn cuộc gọi bạn nào mà hay buôn nhiều và muốn nghe lại thì cứ để 100 MB hoặc là 50 MB, 500 MB tùy các bạn nhé. Rồi à, cái mục tiếp theo là thời gian, thời gian không sử dụng file. Đây tôi bấm vào. Đấy, cái thời gian không sử dụng file này là tức là các cuộc gọi ở trong máy điện thoại chúng ta nó sẽ tự động xóa, nó sẽ tự động xóa bỏ sau cái thời gian chúng ta đã cài đặt. Như tôi đang để ở mức 12 tháng, tức là tất cả các cuộc gọi tự động ghi âm cuộc gọi của chúng ta sau 12 tháng thì cứ cái cuộc gọi nào đến qua 12 tháng nó sẽ tự động nó xóa để nó giải phóng bớt cái bộ nhớ ở trong máy điện thoại chúng ta. Ok nhá, tôi để 12 tháng là cái an toàn rồi. Có những cái cuộc gọi mà mình lâu lâu mình mở ra nhiều quá 12 tháng thì nó sẽ tự động nó xóa. Đấy, mình không không cần thiết để nó lâu quá nó đầy máy nó đơ. Vâng, có mức 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, thời gian tùy chỉnh. Đấy, tùy chỉnh thì các bạn nhập vào mấy năm các bạn tùy các bạn để 36 tháng hay là bao nhiêu tháng, mấy năm tùy. Ok, tôi để 12 tháng nha các bạn. Thì những tất cả những cuộc gọi mà quá 12 tháng, cuộc gọi đã ghi âm quá 12 tháng thì nó sẽ tự động xóa bỏ. Còn những cái là cuộc gọi các bạn cảm thấy nó cực kỳ quan trọng thì các bạn hãy lưu ngay nó, đổi tên, thay đổi tên và lưu nó sang một cái file khác thì nó sẽ không nằm trong danh mục ghi âm cuộc gọi, thì nó sẽ không bị tự động xóa. Ok, cái tính năng ghi âm cuộc gọi này thì nó rất là quan trọng và nó hữu dụng trong công việc rất là nhiều. Ví dụ như đây, tôi vào giao diện cuộc gọi này. Tôi vào một cuộc một cái người bất kỳ. Đây, ví dụ cái cuộc gọi của người đầu tiên này. Tôi ấn vào nút cái chữ Y này. Nó sẽ ra mọi các cuộc gọi, danh bạ cuộc gọi của tôi đối với cái người này. Đấy, và tất cả các gọi đều được ghi âm này. Những cái cuộc gọi nào được ghi âm nó thể hiện cái này, cái nút hình cái máy ghi âm này, chúng ta bật vào và chúng ta nghe thôi. Đấy, nó tức là cái các cuộc gọi nó gom vào từng người luôn, của người nào nó gom vào người đấy nên rất là tiện. Đây ví dụ tôi bật nghe lại này. Đấy, bật nghe, Alo, nghe trực tiếp em nghe anh ơi. nó rất là to, Đông rất người dài. ở Đông người có đi được không? Có em đi rồi mà. Xong rồi à? Tương đi ở. Đấy, ok chưa? Này, tôi nghe cuộc khác này. Alo, em. Được đó. Vâng. À? Vâng. Có thấy nhiều nhà hỏi cái xếp tích nhìn sáu đấy không? Và rất là nhiều cuộc gọi đây, kể cả những cái cuộc gọi từ đợt trước này, tôi bật lên này. Quay ơi. Ồ, chứ Đông ơi. Dạ. Có cái đứng 1.000 ở Thanh Oai đó, mình đi hay là con khác đi nhỉ? Thanh Oai, anh phải nói rõ là ở chỗ nào. Có cái đứng 1.000 đấy. Thanh Mai đi. Ở Thanh Mai, Thanh Oai này. Thanh Mai đi rồi anh. Ok nhỉ. Tất cả các cuộc gọi của bất kỳ người nào nó tự động ghi vào, nó nhóm vào cái nhật ký cuộc gọi của cái người đó. Đấy, nó rất là thuận tiện như vậy. Ok, như vậy là cái điện thoại chúng ta đã được cài đặt bật chế độ tự động ghi âm rồi. Còn dưới cùng thì tất cả các cài đặt về cuộc gọi thôi. Ok, hôm nay chúng ta chỉ đề cập đến vấn đề ghi âm cuộc gọi các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài và chúng ta cài đặt thêm cái phần giao diện ghi âm. Rồi thoát hẳn ra ngoài này. Đấy, cái phần máy ghi âm này, cái ứng dụng máy ghi âm này các bạn bật lên này. Bạn bật lên trong cái danh sách. Các bạn để xem đấy, cái danh sách, bấm vào nút danh sách này. Tất cả các cuộc gọi ghi âm nó đều ở trong này. Nó ghi âm theo cái danh bạ luôn nhé các bạn. Theo cái danh bạ, theo số điện thoại đó luôn. Tức là cái phần mềm Samsung dung này nó gom tất cả những cái cuộc ghi âm từ một số lại với nhau. Đấy, ngay kể cả trong trong cái nhật ký cuộc gọi các bạn nhấp vào số điện thoại nào đó của ai đó bất kỳ thì
mọi cuộc gọi của người đó, các cuộc gọi đi âm đều thể hiện ở đấy. Ok chưa? Rồi nó rất là thông minh. Và nếu như giả sử đây tôi thử bật thử cái một cuộc gọi ghi âm để các bạn nghe. Đấy nó rất là rõ nét nha các bạn. Ví dụ như tôi bật cuộc gọi này. Dạ. Ừ, cho hỏi thì cái tức là cái bồn đấy đã xếp rồi nhưng mà sáng mai mới giao đúng không? Xếp rồi, sáng mai giao vào. Cho tôi xin số điện thoại của ai chở hàng được không? Tại vì phải áng chừng được khoảng thời gian nào đến để khách hàng. Ok. Đấy, tất cả gọi ghi âm. Còn nếu như chúng ta muốn sau này nếu cái máy của các bạn nó đầy quá bộ nhớ thì các bạn có thể lựa chọn các bạn xóa bớt đi. Như cái đây cái này nó lưu, tôi đặt cài đặt cái này đặt chế độ lưu không giới hạn. Tức là cái máy của tôi có cấu hình cao, tức là nó bộ nhớ trong đến 256GB cơ. Nên là tôi cài đặt ở chế độ là sau 1 năm nó mới tự xóa. Nên là nó rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều. Đối với những khách hàng mà nếu mà những cuộc gọi mà máy của chúng ta đã đầy rồi thì các bạn xóa bớt đi, thì các bạn ấp như chúng ta ấn là giữ vào một cuộc bất kỳ đấy, trong hoặc chúng vừa ấn vào giữ vừa kéo xuống đấy, nó sẽ tự động nó chọn tất cả những cái cuộc gọi, nó sẽ tự động gọi bất kỳ mà nó buông tay ra là chúng ta lựa chọn thôi. Đấy thì dưới cùng nó có nút xóa này, nếu chúng ta xóa bỏ chúng ta ấn vào nút xóa là xong thôi. Ok, để còn tiếp tục nữa trong cài đặt này, chúng ta nhìn thấy nút ba chấm, ba chấm ở trên góc trái trên cùng bên góc tay phải này, chúng ta ấn vào đấy, nó có một nút cài đặt này các bạn, cài đặt, ấn vào cài đặt đó. Đây là cái đầu tiên, cái trên đầu tiên ý là chất lượng ghi âm, chất lượng của gọi ghi âm thì tôi để ở chất lượng trung bình. Ok, âm thanh nổi chúng ta có thể bật có thể tắt đi, âm thanh nổi nó rất là to đấy các bạn, khi cuộc ghi âm nó bật nó to lắm, tôi tắt nó đi không cần thiết. Chặn cuộc gọi khi đang ghi âm, tức là khi chúng ta đang ghi âm hoặc là đang có cuộc gọi mà chúng ta đang ghi âm thì các cuộc gọi khác đến nó sẽ không thông báo, nó sẽ không gọi được, nó sẽ báo là thuê bao đấy, thì các bạn tắt nó đi, đừng bật nó lên thì người khác sẽ không gọi được. Ok, cái phát liên tục thì các bạn tắt đi này. Cuối cùng là thùng nhắc là giữ các bản ghi âm đã xóa trong vòng 30 ngày trước khi chúng bị xóa vĩnh viễn. Đấy, cái này thì các bạn nên bật nó lên. Ví dụ như cái cuộc nào mà chúng ta vô tình chúng ta xóa đi, hoặc là chúng ta đã xóa rồi mà sau này chúng ta lại nghĩ đến lại cần thiết để tìm đến nó, thì các bạn lại vào thùng rác ở trong phần ghi âm đấy các bạn tìm. Ok, Yến Sư Hà hôm nay chia sẻ với các bạn một số cái tính năng, và tính năng đầu tiên là tính năng ghi âm, nó rất là thiết thực mà Yến Sư Hà muốn chia sẻ với các bạn. Đấy, các bạn đang sử dụng các điện thoại Samsung hoặc các điện thoại Android thì các bạn hãy vào cài đặt cuộc gọi, các bạn mở tính năng tự động ghi âm lên. Đối với các dòng điện thoại như Nokia, Sony, Motorola hoặc là các điện thoại mà không có tính năng tự động ghi âm cuộc gọi thì các bạn lại phải tải một cái phần mềm. Phần mềm đó là phần mềm miễn phí thôi. Để phần mềm tự động ghi âm cuộc gọi thì nó có. Còn đối với điện thoại iPhone thì là không có các bạn. Điện thoại iPhone thì nó có ưu điểm là nó sử dụng rất là mượt, đẹp, nhưng mà cái tính năng ghi âm thì cuộc gọi thì lại không có. Ok, chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và tôi có những cái quan trọng trong cái kinh nghiệm sử dụng điện thoại nó hỗ trợ tốt cho công việc, tôi sẽ chia sẻ. Mong rằng các bạn xem video các bạn thấy hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ. Tôi là nhà phân phối Yên Thế. Công việc của tôi không phải là review điện thoại hay là kênh công nghệ, mà tôi là nhà phân phối bán hàng bồn nước inox Sơn Hà, Thái Dương Năng Sơn Hà, các sản phẩm của Sơn Hà như là bình nóng lạnh, máy lọc nước RO, bếp điện từ, bếp ga, máy hút mùi, bình nóng lạnh, vân vân, rất là nhiều cái sản phẩm, và cái sen vòi chất lượng cao sản xuất tại Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng siêu chất lượng, sản phẩm bốc son, sản phẩm của công ty Plan L. Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong số series video tiếp theo. Bye bye.